Mời bạn ngồi vào chiếc ghế đỏ của bạn. Rất là phong trần, rất là nghệ sĩ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Đức Anh. Em đang là sinh viên kế toán của trường Đại học Mở. Bạn để cái đàn đây ha, chờ chút xíu để bạn nữ bên kia ra xong mình giới thiệu cho bạn nữ nghe luôn. Và bây giờ xin mời bạn nữ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Mời em ngồi vào ghế màu đỏ. Chị chào em tự giới thiệu về mình, em tên gì? Em tên là Phan Thị Ái Loan. Em vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm cộng tác viên cho công ty du lịch Sài Gòn Tourist. Bạn giới thiệu bạn đang làm gì cho bạn bên kia nghe đi. Dạ em là sinh viên năm 3 khoa kế toán của trường Đại học Mở. Bạn hay không? Dạ cũng vừa tập nhưng mà cũng đàn được. Đàn được luôn. Hát được. Hát được luôn. Rồi thôi giờ làm luôn đi. Để mình lấy cảm tình bên kia ha. Làm liền luôn hả? Rồi làm liền luôn, cái gì cũng phải làm liền, nóng hổi vừa thổi vàng luôn bạn. Cái đàn đẹp quá. Đàn này mượn hay mua? Dạ mượn. Trời ơi mượn. Đàn mua không có nhưng mà bị lỗi dây rồi. Rồi xin mời bạn. Dạ đàn bài Cô Bé Mùa Đông. Cô Bé Mùa Đông. Hơi rung tí xíu. Đừng có rung, rung người ta biết mình rung. Đàn đi. Hơi rung á. Thôi bạn rung quá rồi, chờ chút xíu đi. Chờ chút xíu đi ha. Sở thích của bạn là gì? Chơi thể thao. Chơi thể thao. Bóng đá, bóng chuyền. Bóng đá, bóng chuyền, chơi hay không? Dạ, chơi cũng tốt. Chơi đàn cũng tốt, bóng chuyền cũng tốt. Mà bóng đá cũng tốt. Trong vai trò gì trong đội bóng đá? Có thể đá thủ môn hoặc tiền đạo. Đá tiền đạo là thủ môn luôn, dạ. Tự đá tự chụp luôn. Thì đó thì hơi quá. Theo chị thấy là bên đó có rất là nhiều tài. Bên đó có nhiều tài thì bên đây cũng không có kém. Bạn có thể nói ra một số tài của bạn. Dạ thì khi mà em còn học ở trường đại học á thì em là nằm trong đội trưởng của đội trưởng đội bóng chuyền của khoa, đội trưởng đội đá banh của khoa luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Chị thấy vóc dáng, chị thấy thể cách thể hiện bên ngoài của em không giống là một đội trưởng của đội bóng chuyền như là bóng đá. Em rất là thùy mị, rất là đoan trang. Theo mà bạn bè nhận xét em á thì giống như là em cũng có hai tính cách vậy đó. Có khi thì mạnh mẽ giống như nam, cũng có cái khi thì thùy mị như vậy. Vậy thì lúc mạnh mẽ như nam á là em chơi bóng chuyền, chơi bóng đá. Vậy lúc em thùy mị như nữ thì em chơi cái gì? Lúc thùy mị thì thường là em hay nấu ăn cho các bạn ăn. Rồi em thì cũng biết chút chút về máy vá. Cái sở trường của em á, em có khả năng gì như thứ bóng đèn hay là thứ bàn ghế gì đó. Em là người sửa. Ủa vậy rồi bây giờ mai mốt bạn lấy chồng về là chồng bạn làm gì? Chắc là đâu có còn làm rửa gì chén, vậy. Rửa chén, rửa chén. Chuyện là bạn làm hết rồi. Cho nên là phải kiếm một bạn nam thì để cho bạn nam đó bạn làm để mình khỏi làm. Bây giờ bên đây muốn tìm một người bạn nam để làm những chuyện đó để bạn nữ này khỏi làm nữa. Được không, được không? Được. Giặt đồ được không? Cũng biết luôn. Trời ơi, cho con bú được không? Cái này không thể rồi. Sao không thể được, đàn ông phải cho con bú chứ. Bằng bình thì được. Bằng bình chứ, mà kêu bằng bú bằng gì? Bạn có biết tại sao, lý do nào mà trong cái tính tình của bạn mà tạo nên cái sự ế ế ngày hôm nay không? Hình như bạn thụ động quá, bỏ cái tay xuống đường mắc cỡ nữa. Hồi đó giờ có yêu lần nào chưa? Có. Yêu mấy lần rồi? Một hai lần gì đó. Trời, yêu mà không nhớ yêu lần nào nữa. Ta chỉ yêu thầm thôi. Yêu thầm thôi hả? Yeah. Bây giờ tôi thấy bên đây với bên kia sao đối nghịch quá. Bên kia là coi như là thay bóng đèn rồi làm gì đó, toàn là chuyện của đàn ông không. Còn bên đây thì nhẹ nhàng quyến rũ quá. Bây giờ em mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Dáng mà tao cao hơn em. Cái gì có cao không? Cao cũng hơi hơi cao. Cái tiêu chuẩn của bạn của nó là vậy, còn tiêu chuẩn của bạn chọn bạn đời như thế nào? Dạ tiêu chuẩn của em là một bạn nữ biết nữ công gia chánh. Biết nữ công, bạn kia làm hết luôn, chẳng những nữ công gia chánh mà nam công gia chánh mần luôn. Rồi gì nữa? Là tướng đi phải đẹp đẹp tí xíu, là đi chân bình thường đừng có ra hai bên gì nè. À tức là không có đi chân dòng kiện hả?
Chứ đi hai hàng hả? Còn thí dụ bạn kia mặt đẹp mà chân đi hai hàng thì sao? Bạn chịu không? Chắc cũng không đâu. Không luôn hả? Rồi coi, vậy là bạn tròn chân chứ tròn mặt. Em nghe cái yêu cầu này em thấy hấp dẫn quá, em muốn xem mặt coi sao mà đòi mà đi bạn hẹn hò mà đi muốn coi nhìn chân thôi hả? Dòm cái nghe khó quá, khó tính quá. Để được. Để dòm cái giò ra, đưa cái giò ra cho tôi dòm. Cái giò kia nữa. Trời thì cổ ghê. Thôi đi về đi. Đi mệt luôn, cái đi mệt quá. Xăm soi bạn trai của người ta hoài. Thì trước khi anh gặp gỡ bên kia em đàn cái hát bài lên kia lấy tình cảm với coi. Dạ. Để có cái đường về nói xấu em mình lum bển kìa. Đàn mạnh lên, hát nhanh lên. 2, 3. Tao hát luôn đi. Ai hát? Em hát. Rồi hát luôn, 2, 3. Từng cơn gió khẽ buốt. Nhìn lại. Từng cơn gió khẽ vô tình. Buồn thiệt. Này đi cô bò chắc ta cô trước quá. Em đang hát, anh nói em hát không được. Ơi cái gì mà đàn đó nè. Vô là vô sớm tụ liền. 2, 3. Mùa xuân phố sớm tình mơ. Giờ qua góc công viên thấy bao điều chờ mình. Hát cho mình bạn nghe. Rồi thôi được rồi, như đó được rồi. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mình coi giò. Nè, anh lên, cẩn thận nha. Bên đây người ta là đội trưởng đội đá bóng đó, anh đưa mặt anh qua anh đá chết luôn. Dễ thương. Bạn. Dạ. Đứng lên giùm xíu. Có giò. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn nhiều. Yên tâm đi, không có vụ gì dòng kiềm kiết gì đâu. Sao chứ á, đứng vậy là đó vậy đó. Gì chân á. Rồi, bây giờ bạn bình tĩnh nha. Bạn sẽ gặp người bạn mà bạn có nên chọn hẹn hò không. Rồi, các bạn lên. Sao vậy, sao quay lưng quá vậy? Từ, cái gì cũng phải từ từ. Sao vậy? Quay qua đi. Rồi, các bạn có 2 phút để trò chuyện, để nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Cái nãy bạn nói bạn tên gì? Dạ, tên Đức Anh. Xin lỗi, theo luôn nghe. Bạn đang học năm 3 hả? Vâng. Là bạn bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Tiếp. Tiếp cơ. Bạn nhìn thấy anh sao? Hỏi nhìn thấy em sao? Nó ngồi mà đông đưa chóng mặt ghê luôn. Chỗ này đâu phải chơi đu quay. Hết giờ. Em phải mạnh dạn lên chút xíu nữa nghe không? Chị đây. Và anh Nguyễn Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu em đồng ý hẹn hò với em trai kế bên thì em nhấn nút. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Rồi mời bạn lên. Tại sao em lại không chọn bạn trai đứng kế bên? Bạn này đi nhỏ tuổi hơn em về. Em vui cái em kêu anh, em buồn kêu em. Vậy còn em? Có vẻ như bạn này từng trả em nhiều quá. Tính em là bạn là nhút nhát không? Tại vì người ta nhút nhát người ta sợ. Ngày hôm nay cho dù hai bạn không hề đồng ý hẹn hò với nhau, tôi nghĩ rằng hai bạn cũng sẽ trở thành những người bạn. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Một tà áo dài thước tha duyên dáng. Trời ơi xinh quá, chị ngưỡng mộ em quá. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em tên gì? Chị là em
Tên là Lê Thanh Tâm. Năm nay em 22 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Chuyên ngành của em là chuyên ngành marketing. Rồi xin mời bạn nam. Cái gì vậy anh? Trời ơi, làm em hồi hộp quá anh. Hồ Duyên đông quá hả? Dạ, fan hâm mộ hả? Dạ. Trời ơi, giống như nghệ sĩ ta. Bên đây fan hâm mộ nhiều lắm nha. Sao? Giờ chỉ mong cái fan bên ngồi bên kia hâm mộ nữa là đủ nha. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Linh ạ. Hoàng Linh? Dạ. Bạn của Quyền Linh? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 22 ạ. 22? Dạ. Bạn đã tốt nghiệp đại học? Dạ, em vẫn đang học đại học ạ. Ủa, họ lại lớp hả? Sao vậy? Dạ, dạ em học thêm trường nữa. À, học thêm trường nữa. Học thêm dạ. Trường đại học nữa. Nhưng dạ. Mà đã tốt nghiệp được trường nào chưa? Dạ, tốt nghiệp một trường rồi ạ. À, chị ngưỡng mộ em quá. Ngoài đang đi học đại học, bạn còn làm nghề gì nữa? Dạ, em hiện đang là giáo viên thanh nhạc ạ. Giáo viên thanh nhạc, dữ nha. Bạn dạy lâu chưa? Dạ, cũng được 2 năm ạ. Ủa, bạn đang học đại học, sao bạn có khả năng dạy thanh nhạc nữa? Dạ, cái trường trước kia em học là nhạc viện thành phố ạ. Wow, học nhạc viện thành phố. Dạ. Dữ rồi nha. Dạ. Vậy bạn có thể hát một vài câu cho bạn kia nghe nó mát được. Em xin gửi đến mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Võ Điển Thanh, bài hát được mang tên Ngày Đẹp Tươi ạ. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi. Ngại ngùng chi một lời nói, để dòng thời gian trôi qua đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na, na 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 na. Hay quá. Ngoài cái việc ca hát nữa, bạn còn làm gì nữa không? Dạ em MC. Hả? Dạ. Thôi qua đây ngồi đi. Giữ ta. Thôi thôi. Hả? Cứ mà lấn áp bên đây quá, để cho bạn nữ người ta giới thiệu khả năng của mình đi nè. Em ơi, anh có tài gì không em? Mình phải biểu diễn lại chứ em. Mình chắc... thua sao? Về cái mảng mà ca hát này chắc phải đành lép vế với bạn nam. Vậy còn cái gì mà mình lấn vế không? Chắc có thể là chơi trò chơi, sinh hoạt với thiếu nhi là lợi thế của em. Nhất cái thứ hai là em có khả năng quản trò, tại vì do em được đào tạo gì về vấn đề là đi hoạt động các sinh hoạt cộng đồng nhiều. Dạ, hiện tại thì em đang làm gia sư tại nhà, là dạy kèm cho các bé khóa cấp 2. Cấp 2? Dạ. Chị nghĩ là em có rất là nhiều bạn bè, vì là mình sinh viên mà. Dạ. Năng động, duyên dáng như thế này, thì tại sao mà em không có được một người bạn trai cho mình hay sao mà em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ, thì do trước đây thì cái niềm đam mê của em là hoạt động từ thiện, các hoạt động tình nguyện xã hội. Em từng là chủ nhiệm câu lạc bộ marketing. Chủ nhiệm câu lạc bộ marketing? Dạ vâng, thì hầu như thời gian của em dành cho niềm đam mê của mình cũng như là trao dồi kiến thức ở trường đại học. Có thể là lo làm quá nên không có thời gian để tìm bạn trai đúng không? Chắc có thể là vậy, nhưng các bạn trai cũng sợ. Nếu như em có được một người bạn trai thì em mong muốn người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Trước tiên em về tính cách, em có 3 chữ C dành cho người ấy. Là sao em? Thứ nhất là trung tình. Thứ hai là chia sẻ. Và thứ ba là chân thành. Bên đó có được chữ C nào không vậy? Bên đây có mấy chữ C được? Dạ quá trời luôn. Quá trời chữ C hả? Dạ. Về ngoại hình? Em nghĩ là cao em quay đầu, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khó quá. Cái đầu bên đây cao lắm. Tóc không cả à. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à. Rồi gì nữa em? Dạ người đó phải cao to, tại vì phải to không? To không? Cao to. To được. Rồi. Dạ phải là người vui vẻ, hài hước. Bạn nam bên kia là fan nhiều quá, chị em là hơi lép vế rồi. Bạn đẹp trai, dễ thương, nhiều fan như vậy. Nhất bạn fan nữ ngồi cười tươi thiệt, tươi luôn, cười quá thì cười luôn. Rồi hát hay, rồi dạy hát, rồi làm MC nữa. Hỏi lý do, ế không ai tin á. Có cái tật gì không thì khai luôn đi, đừng để tôi phát hiện à. Dạ em nghĩ là chắc là ngày xưa mẹ em cũng nói là đừng nên quen bạn gái sớm. Với lại em nghĩ chắc là em khó. Em khó là khó sao? Dạ đôi khi em không yêu, em cũng yêu cầu là cô gái mà em muốn thì cũng
phải là một cô gái thông minh và biết ứng xử. Thông minh bên kia có rồi đó. Dạ. Dạ marketing mà. Dạ. Ứng xử có luôn. Tiêu chuẩn của bạn chỉ vậy thôi. Dạ. Để tôi xem bạn bên kia thế nào. Nhìn hết hồn liền. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, giờ tôi muốn ngồi ghế đỏ sao luôn. Hôm nay bạn sẽ không bao giờ uổng công, tôi nói thật á. Hồi nãy giờ là tôi tò mò lắm. Từ tò mò tôi chuyển qua là bực bội. Tôi mà coi mà không giống như nãy giờ vỗ tay nghe là tôi vùi dập cho rồi thấy cái cảnh. To đều. Không, cái này là mũm mĩm mướp miếp. Mà sao mắt không có to? Ồ, mắt màu đen là vậy đó. Mắt màu đen à? Mắt gì nhỏ xíu vậy? Thấy chị không? Dạ thấy. Thấy chị đẹp không? Dạ đẹp. Chị cảm ơn em. Dạ. Chị thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ. Em hát rất là hay. Dạ. Chị hy vọng là em sẽ chọn được bạn gái. Dạ. Chị đang tò mò. Miệng lưỡi. Em làm bạn gái của chị bên đây tò mò rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị kéo màn lên. Nào, mời bước màn. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Không biết bạn có thích ăn kem không? Trời, ta đã mập đủ ăn kem nữa trời. Dễ ăn lắm. Dễ ăn, dễ nuôi. Bạn có câu hỏi muốn hỏi mình không? Bài hết trơn, không nhớ em hỏi gì nữa giờ. Bạn có thích những người năng động hát hò không? Bạn có định kiến gì về những người đi hát không? Mình rất thích những cái bạn nam mà gọi là rất là hòa đồng, rất là năng nổ, đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt tập thể mà biết cầm cây đàn là quá tuyệt vời. Ơ hoài vậy. Dấu hiệu của tình yêu. Dạ dạ. 5 4 3 2 1 hết thời gian. Nói chuyện không chịu nhìn đây mà cứ nhìn mặt tôi hoài chi trời, thiệt khổ. Ôi dồi, giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để ta quyết định đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Giống gì vậy? Giống đâu vậy? Hết thời gian. Rồi, mời bạn đứng dậy. Mời bạn. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi và các Tường và các bạn đang ngồi dưới cũng rất tiếc. Các bạn rất là dễ thương và tài năng. Cho chị hỏi bạn nam một tí, tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Dạ, em muốn người bạn gái của em thì không tham gia hoạt động xã hội nhiều quá thì... Tham gia xã hội tốt, tham gia nhiều chương trình cộng đồng tốt, có gì đâu. Bạn không tự tin về bản thân à? Ích kỷ. Dạ. Có thể là bạn ấy đánh mất cơ hội, tại vì thực tế cái công việc mà hoạt động xã hội hay tình nguyện thì nó là một công việc có thể sắp xếp ổn thỏa cả trong khi mà có tình yêu hay không có tình yêu. Chị cũng nghĩ như vậy, chị rất là đồng cảm với em và chị đồng ý với quan điểm của em. Thôi thì đây là cũng là mình phải tôn trọng sự quyết định của hai bạn. Nhưng mà chị cũng mong rằng rồi đây hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống và cái con đường mà mình đã lựa chọn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Mời bạn ngồi. Cà rà vát giống áo của mình quá ha. Bạn đeo cà rà vát màu đỏ là hình như là nay may mắn đó. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, cao mét mấy? Mét 65. Thấy hơi cao rồi nha. Cân nặng? Nặng 40 mấy ký. Này hơi gầy chút ha. Thôi gặp bạn nữ bên kia xem sao. Và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta. Em tên gì? Dạ em tên là Phạm Thị Mỹ Ngọc. Phạm Thị Mỹ Ngọc, năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. 25 với 29 là cũng xứng đôi anh Linh nhỉ? Đúng rồi, cũng hợp lắm đó. Hiện giờ là em đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng tại tổng công ty Hà Nội Telecom chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở nhân viên văn phòng thì chắc công ty của bạn cũng có nhiều bạn nam chứ đúng không? Mấy anh nam cho công ty em có gia đình hết rồi. Gia đình hết rồi. Thiệt là thiệt tình đó, anh thấy không? Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Các bạn trai trong công ty là có gia đình hết rồi, cho nên hôm nay là đến đây để nhờ
nhờ Cát Tường với Quyền Linh đó. Thì yên tâm, yên tâm, bên đây hình như chưa có gia đình à, chắc chắn là như vậy rồi. Bạn đang làm nghề gì? À, hiện tại đang làm giám đốc một công ty sửa chữa laptop. Giám đốc công ty nha, sửa laptop các bạn. Dạ. Lâu chưa? Lâu rồi. Đã bao giờ yêu chưa? Rồi. Yêu rồi. Mấy lần yêu rồi? 2-3 lần. Tại sao lại không thành công? Vì tính chất công việc của em là nó không có định thời gian làm việc. Tức là bạn làm việc bất kể giờ nào cũng thể làm việc. Thường người ta đi làm á, là về có giờ có giấc. Ừ. Mình đi làm nhiều khi không biết là mấy giờ về. Rồi cái này khó kiếm người yêu rồi nha. Bây giờ giấc lộn xộn á. Vậy còn bạn nữ của chúng ta thì là bây giờ là em đang làm nhân viên văn phòng. Thì trước đây em có làm công việc gì nữa không? Dạ trước đây thì em từng là cán bộ đoàn. Vậy là chắc sinh hoạt đoàn đội cũng dữ lắm đây đúng không? Dạ cũng có thâm niên khoảng gần 8-9 năm vậy đó chị. À và bây giờ cái em hoạch định trong tương lai của mình như thế nào? Hiện tại em có một công việc cũng tương đối ổn định, thì em cũng chỉ muốn tìm một nửa còn lại cho mình, thì cũng muốn có một ý định là sẽ tiến tới hôn nhân với một người đàn ông chững chạc. Nói chung là mình nghiêm túc để dạ. đi tìm một nửa của mình, dạ, đúng không rồi, em? Dạ. À, vậy thì em mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hết. Ừ. Thường thì người ta nói là qua cách giao tiếp thì người ta sẽ biết được cái tính cách của nhau, thì mới biết là mình có hợp nhau hay không. Ừ. Và đặc biệt em rất thích người là chững chạc và đặc biệt phải đàn ông là phải có tính quyết đoán. 29 tuổi thì chị nghĩ cũng là chững chạc rồi đó. Giám đốc mà rất là chững chạc mới làm giám đốc à. Đúng rồi, chắc là cũng phải quyết đoán lắm đây mới quyết định được những cái công việc trong công ty của mình đúng không nè. Vậy bên đó có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Chứ bên đây là rất nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân nha. Nhưng mà bên đó muốn người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình chắc chắn là bạn nam phải cao hơn em để bù trừ lại cho em rồi. Ốm thì càng tốt, chào như em thì cũng không sao. Gì vậy? Gì mà ốm thôi mà gì mà rần bên rần đây rần. Là dư xăng đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn thấy ống hút chưa? Rồi vậy yêu cầu của bạn nam bên đó như thế nào nè? Tìm một người bạn đời là một người độc thân vui tính nè, dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn. Trời, bên đây ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi gắn kết mọi người là vậy chuyện đương nhiên. Bạn nha, bạn thích người bạn gái của bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập? Cao, tóc dài. Có tóc dài. Tương đối cao. Tương đối không thấp. Rồi còn gì nữa không? Vui. Vui. Quá vui. Bạn không thích người như thế nào? Không thích là những người ta nói năng mà nó khô quá, nó cọc lạch á. Nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không? Hơi khô khô. Hơi khô khô. Em ướt chút xíu coi, em ướt lên đi. Dạ, tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi. Cho nên nếu em ướt hơn chắc không được quá. Đúng rồi, người ta làm việc là có chừng mực thôi. Chứ bây giờ ướt quá, nhão quá làm sao? Hồi đó giờ bạn đã trải qua 2-3 mối tình đúng không? Bạn đã hôn chưa? Chưa. Trời, 29 tuổi chưa hôn luôn. 29 tuổi mà chưa hôn. Bạn có trung thực không? Có. Trung thực rồi. Còn bạn nữ? Em. À đó giờ dạ. Em có hôn chưa? Dạ có. Có ha, có đàng hoàng. Em nghe một người đàn ông 29 tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn, em có tin không? Dạ cũng tùy từng trường hợp cũng có thể tin được. Bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha. Vậy thì em bao lâu rồi em không có bạn trai? Dạ chắc cũng khoảng hơn năm rồi. Hơn năm rồi cũng lâu rồi. Bao nhiêu lâu bạn chưa có bạn gái? Thôi bây giờ mình phải kết nối nhanh nhanh đi anh Linh ơi. 2 năm hả? 2 năm dạ. Chưa có bạn gái luôn. Nếu này đồng ý hẹn hò, bạn có định là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân không? Có. Có. Rồi chắc chắn chứ? Dạ. Bạn nữ thế nào? Dạ. Bên đây ngay từ đầu là người ta nói người ta đã muốn tiến tới hôn nhân rồi. À. Nhưng mà chị hỏi em một câu nữa thôi, trước khi chị qua bên kia chị coi mặt bạn trai giùm cho em, là cái điều gì em mong muốn nhất trong cái thời điểm này khi mà em có bạn trai? Thật sự thì nói chung điều mong muốn nhất là mọi chuyện phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Tình cảm là xuất phát từ hai bên. Nói chung là phải có những cái quan điểm, những cái tính cách phù hợp với nhau, thì khi đó mình tìm hiểu nó sẽ đỡ bị khô và bị thôi giống như anh đó nói vậy đó. Bây giờ chị sẽ coi mặt anh đó giùm cho em ha. Cái gì mà hồi nãy mà nói cái gì mà ở dưới mà vỗ tay rần. Ốm. Ốm nhom, ốm nhách ha. Không ơi, ốm vừa 65kg. Chào chị. Chào em. Cái này hút trái dừa phải cần 5 cái ống hút nó mới hết được cái dừa. Hút một ống chừng nào mới hết. Sống mũi cao. À. Giò cò. Được rồi em, chị thấy là bên đó với em là cộng lại là bù trừ ra là vừa. Chị thấy rất là xứng đôi. Chà, câu này nói nghe dễ bí mật nha. Hai bên cộng lại bù trừ, không lẽ bạn này cao, bạn kia thấp. Không lẽ bạn này ốm, bạn kia mập.
Không biết phải, giờ em đi coi thử coi sao nha. Muốn biết xem hồi sau sẽ rõ. sao anh xứng đôi không anh? Hơi bị sững nha. Hấp dẫn à. Bây giờ bạn đang tưởng tượng bạn gái bên kia như thế nào? Có thể là gần giống với ý tưởng mình nói rồi. Gần giống à ha. Vậy thì bạn có hồi hộp và chờ đợi cái giờ phút được gặp mặt không? Có chứ. Có. Vậy thì mình đừng làm mất thời gian của hai bạn đó, Linh ơi. Rồi chúng ta kéo màn lên nào. Mặt về nhau. Chữa từ từ, đừng có liếc qua liền. Thấy siêu mỏng chưa? Từ phía sau là siêu mỏng rồi đó. Rồi xin mời bạn. Nhìn phía trước là mỏng lét luôn. Rồi, riêng Quyền Linh và Cát Tường thấy hai bạn rất là xứng đôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là hai bạn. Bây giờ hai bạn sẽ có 2 phút để tâm tình với nhau, để tìm hiểu với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Dạ em chào anh. Chắc em đi làm nhiều đúng không? Thì em đã nói là trước đây em từng là cán bộ đoàn rồi, tự nhiên cũng có nhiều cái hoạt động, cũng tham gia rất là nhiều. Những cái hoạt động nó rất là vui, rất là bổ ích cho xã hội. Dạ đúng rồi, tham gia ngày hội tình nguyện về cộng đồng thì rất là nhiều. Thế theo bạn thì có những như vậy thì tại sao mà không tìm được một mối tình mà phải dùng đến chương trình không? Dạ tại vì em nói anh là biết đâu thì trong cuộc đời em gặp rất là nhiều cái duyên kỳ ngộ. Biết đâu khi đến chương trình em sẽ gặp được cái duyên của mình thì sao? Vậy là em có kỳ vọng khi mà gặp một người đó mà nói chung là hợp một phần với mình thì mình có muốn tiếp không? Dạ thì nếu không kỳ vọng chắc em không đến đây rồi. Hết giờ. Trời ơi, lần đầu tiên á anh Linh, em nghe hai bạn mà nói chuyện với nhau không cần MC nhắc nhở. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng nhất đã đến. Anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn hãy đặt tay của mình ra phía sau ghế. Nếu đồng ý các bạn sẽ nhấn nút. Các bạn đồng ý các bạn nhấn nút. Không đồng ý khỏi nhấn nút. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Ông trời đã xin hai bạn ấy ra để bù trừ cho nhau, để hòa hợp với nhau, để tạo ra một cái điều gì đó đẹp nhất. Chúc mừng hai bạn. Lý do tại sao bạn lại hẹn hò với bạn nữ? Rất đơn giản là dễ hòa nhập với một cái cộng đồng cũng giống như em thôi. Còn em, tại sao em lại chọn bạn trai đứng kế bên? Em thấy ảnh cũng là một người chịu khó làm việc. Thứ hai là ảnh cũng thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng. Em rất là thích người bạn trai như vậy. Rồi, ý tưởng lớn là gặp nhau. Và mong rằng đây là một cái điểm khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của các bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Quá là duyên dáng thôi các bạn. Mời em ngồi. Trời ơi, sao em cũng giống màu chị quá vậy? Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi. Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Rồi, bên đó 23 tuổi đúng không? Để xem bên đây bao nhiêu tuổi. Mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Rồi em. Mời em ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Trung Hiếu ạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24 tuổi. Bạn quê ở đâu ạ? Em ở Nam Định ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ. Ủa, mới vào 6 tháng à? Dạ. Bạn vào đây làm gì? Em làm IT cho khách sạn. Lý do tại sao bạn chuyển vào Nam? Em muốn đi khỏi miền Bắc. Là sao? Thì không muốn khỏi miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Em muốn đi xem trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. Vậy sao gia đình này bạn sẽ muốn ở lại nữa nếu bạn tìm được một nửa yêu thương của mình? Hiện tại thì bạn mới vừa tốt nghiệp xong thì bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Em chưa có dự định gì hết. Em nghĩ là em sẽ định ở nhà chơi nghỉ ngơi một thời gian đã rồi sau đó mới kiếm việc làm. Nghỉ ngơi bao lâu? Em nghĩ là khoảng 3 tháng tới nửa năm. Dạ. Tưởng em nói 5 năm thì chết luôn. Em nè, thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò. Một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bạn có hẹn hò lần nào chưa? Dạ em thì hẹn hò 2 lần rồi. Có lần nào thành công chưa? Có thành công ạ. Rồi sao giờ đi tìm nữa? Bởi vì sau khi ra trường thì cô ấy về quê, cô ấy làm, thì em thì ở lại Hà Nội. Thế sau đó tình yêu khoảng cách thì mình không đến được nhau. Và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn cảm nhận về bạn như thế nào? Em hiền quá. Hiền quá. Bạn có thấy bạn đẹp trai không? Có anh ạ. Có. Phải không? Mình có tự tin quá nha. Hiền đẹp
đẹp trai nha. Chị hỏi em nè, tại sao mà em chưa có bạn trai? Em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. Rồi nên em chưa nghĩ đến việc đó. Còn bây giờ sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm một người nào đó hợp với bản thân mình. Có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà cặp kè đúng không? Dạ. Chị rất là ngưỡng mộ em. Vậy thì bây giờ em mong muốn một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải cao to. Dạ. Có cao to không? Có. Trời ơi. Rồi gì nữa nè? Tóc ngắn thôi, đừng quá dài. Tóc ngắn. Dạ. Không có tóc luôn được không? Về tính tình thì em muốn bạn trai của mình là một người như thế nào? Phải rộng lượng, biết tha thứ. Có không bạn? Có nghĩa ích kỷ, hẹp hòi, xấu bụng là không được. Bạn trai nó quá đơn giản cái chuyện dễ tha thứ đúng không? Dạ. Tôi xin hỏi bạn, ngoài cái việc bạn làm IT ra, bạn còn có một cái tài lẻ nào là? Dạ, tài lẻ thì nấu cơm quét nhà anh ạ. Cái này đâu phải là cái tài đâu, đây là nhiệm vụ của người đàn ông. Không, em thấy nhiều ông người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu, nhưng em biết nấu ạ. Tại sao người ông biết cơm? Đó là xưa rồi, đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm. Bởi vì vợ cũng đi làm, thành ra về không có vợ, mình phải tự nấu, có khi phục vụ lại cho vợ nữa. Bạn đồng ý ý kiến này không? Dạ có, đấy điều này đương nhiên ạ. Em này, thế em muốn cái người bạn trai của mình là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi? Em thích là lớn em khoảng 4-5 tuổi. Tại sao? Dạ thì người lớn thì người ta chín chắn hơn mình, người ta có thể chiều chuộng mình hơn. Và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn, bây giờ bạn thích cái tiêu chuẩn gì nhất của người phụ nữ? Cô ấy thì có trí thức, với ngoại hình dễ thương một chút thì càng tốt ạ. Dễ thương rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên 1m56. Em ơi, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi, bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình? Dạ em không thích bạn trai mình biết hút thuốc. Không. Không rồi. Không biết nhậu thì càng tốt. Có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được. Em một chén là gục luôn. Sở thích của bạn như vậy rồi, nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? Dạ có. Mẹ bạn dặn mẹ thế nào? Mẹ bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to. Gì đó? Mông to. Tuyển con dâu mông to. Chị vậy, chị vậy. Cái này chỉ cắt tường đạt tiêu chuẩn. Dạ. Cái gì rồi đá qua tôi nữa. Lý do tại sao là như vậy? Dạ mẹ em bảo con gái mông to hay dễ đẻ. Mẹ không vừa cũng đẻ được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu, rất là xinh đẹp, nhưng mà mông không to thì sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to? Bây giờ chị qua chị xem nhá. Bên đây là không có to gì hết đấy. Có các tường không to thôi. Xinh thế nhỉ? Cười cái coi. Chị không to. Em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô kế bên không được thì có chị cắt tường. Được không? Không, em phải không có nhu cầu người hơn tuổi ạ. Trời, sao tôi nhục dữ. Từ chối các tường luôn. Sao tôi quê dữ vậy? Hỏi anh gì Linh. Bằng nhục không? Em thuộc về anh nên người Linh. Em sẽ trở về bên anh nha. Để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá. Chị nghĩ em chắc lọt vô top 10 đó. Rồi để anh xem mặt giùm em ha. Thế nào? Sao? Giữ chưa? Bé đi ngụt. Nhưng mà hỏi nè, mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không? Dạ, mẹ em không chọn gì hết. Mẹ em không dặn gì hết. Bên kia có dặn, mà em có đáp ứng nhu cầu bên kia không? Em nghĩ là chắc được. Cảm ơn bạn. Như bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và bây giờ, thời khắc quan trọng đã đến. Để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không? Màn đâu kéo lên. Mời hai bạn. Chào em. Dạ chào. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Con trai nói trước đi, đừng có gãi nữa. Sao nãy anh thấy em tiêu chuẩn có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? Dạ là sao anh? Là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học em chưa có một mảnh tình vắt vai. Dạ tại vì em học trường Nhân Văn nên trường Nhân Văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm. Lại gãi nữa. Anh thì rất sợ một thứ. Dạ. Không biết là mình em có chấp nhận được không? Anh sợ cái gì ạ? Anh sợ mất độ cao rồi. Ở đây xuống đây là có cao không em? Nhảy xuống đây được không? Được, chưa đến nổi.
có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không? Bạn có thể đứng lên một giây nào đó. Gì tự sợ? Quá chuẩn anh á. Quá chuẩn. Rồi ngồi xuống nói tiếp. Hết hồn, hết hồn. Bạn hãy nói quá chuẩn, tiếp tục đi các bạn. Em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ? Dạ, em nghĩ là tình yêu phải là phải biết tin tưởng nhau. Cái này thì anh sẽ làm được. Dạ. Thôi hết giờ rồi. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay ra phía sau thành ghế của mình. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Và bây giờ trời ơi, từ từ nó không nóng quá. Từ từ em. Làm dữ vậy. Rung nào nói chuyện thì không nói mà làm quá. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. Một hai ba. Nói thật chứ hình như bạn trai á gấp rút quá, hối hả quá. Bạn sợ mất bạn nữ đúng không? Có không? Có anh ạ. Có. Bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái? Khó nói quá anh ạ. Còn em, tại sao em lại quyết định là hẹn hò với bạn trai kế bên? Em nghĩ là anh ấy rất dễ thương. Rất là dễ thương, chị cũng thấy dễ thương mà chị bị từ chối rồi. Chị nhường lại cho em đó. Bây giờ thì hai bạn hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên thôi mà. Đó.